Tôi Nguyễn Thị Lộc, Lâm Vlog thì chào tất cả quý vị và mọi người. Và tiếp tục nơi thổ điện tài, thì để tiếp tục tại ngày thổ điện tài, thì để cho về tiền tài may mắn rực rỡ. Và trong thị xăm này đó, đã là hiện lên rực rỡ may mắn tiền tài 84 48 48, nổ đầu miền Nam, 84 ở miền Bắc đó. Rồi thì ai tiền tài để mà tờ lễ ngày thủ đi tầng tài này thì trên màn hình đó, để ủng hộ tờ lễ ngày thủ đi tầng tài hoặc dưới những tim đều có để mà tờ lễ ngày chúc nhân đàn nhân khối. À, thì ngày hôm nay cũng bánh trái trái cây đem tới lại ngày thổ địa tầng tài đã trao về rực rỡ. Và tiếp tục tôi sẽ lên hương và tài lệ đó, thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ và Facebook học gì đâu. Rồi thì ngày nào thần tài tôi đi cũng đem đến tiền tài rực rỡ quay lưng, nổ đầu ở miền Nam 48, miền Bắc 84. Thì ai có ủng hộ tệ lễ thì trên màn hình đó, trên màn hình để ủng hộ tờ lễ hoặc ký những tin đều có ghi để mà tờ lễ ngày thổ địa tồn tại chúc nhận khói cũng như bánh trái để mà tờ lễ ngày thổ địa tồn tại. Rồi thì ai hứa ở đây có lọc thì tờ lễ. Thì tôi sẽ tiếp tục lên hương và mong nhân lành để mà khấn vái tài lễ ngày thổ đi tầng tài này. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay để tại lễ ngày thủ điện tài bánh trái trí cày, để mà tại lễ ngày đã cho vợ điện tài 48 84 đó và rực rỡ Nam Bắc, thì ai tiền tài đến tại lễ ủng hộ chúc nhân đẹp để mà ngày hỷ linh và sự may mắn tiền tài tiếp theo của ngày 26 tháng 9. Nam mô Phật niên ngày thủ địa hỷ linh thần tài hiền. Nam mô Di Đà Phật. Rồi thì tiếp tục ngày mới thì đem tiếp tục, thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi. Thì để tiếp tục tôi sẽ lắc một cái răm và sự may mắn của ngày 26 tháng
tháng 9 này đó. Thế thì xăm ngày nào cũng đem đến tiền tài rực rỡ may mắn mỗi ngày, thì ngay để hiểu nên đem đến tiền tài thì ai cũng tiền tài để ủng hộ thầy lễ này. Nam mô Phật Như Ngày Thú Địa Linh Quang, Thủ Nhân Tâm Thái Bằng Quang, Thọ Chính Giáo Đạo Cao Đức Trọng, 10 ngày thú địa trần tài, xì vật xuống dương gian ám lạnh, cất cơ quả để chứa nghiêng nghèo, hay hay chỗ đọc công lao hớ hớn trung chính, ngày mũi lấy sắc ta mà đập điều lắm, lưới đức linh mùa giật đàn ạ. Thì thân phủ thỉnh thủ địa hiển linh, tiền tài ngày mai, ngày 26 tháng 9, thì đếm hiển linh sự may mắn tiền tài, thì trong lọc thì xăm này, rực rỡ may mắn tiền tài, tài lộc đêm đến của ngày 26 tháng 9 năm mô Phật. Rồi, đây là thị sâm mới vừa rơi xuống này. Thị sâm này vừa đang rơi xuống, đó, đang nằm ấp xuống này. Thị sâm này đang nằm ấp xuống và tiền tài may mắn của ngày 26 tháng 9 này. Nam Trung Bắc. Thì ở đây, trong thị sâm này hiện diện con số may mắn như thế nào? Rồi, đây là thị sâm đã nằm ấp xuống. Rồi, đây là thị sâm đang nằm ấp xuống này. Và đang nằm ấp xuống này. Rực rỡ may mắn tiền tài. Thì con số may mắn ngày mai 26 tháng 9. Thì anh đang xem chưa đăng ký kênh thì nhớ vào chưa đăng ký màu đỏ phía dưới hình bên phải đây, và anh chỉ vào phổ bút hoặc kilo đó. Và trong thị sâm này sự may mắn thần tài thủ địa điểm đến tiền tài rực rỡ đó. Thì ai tiền tài đem trả lại ngày thủ điểm tài này cho một cái sâm này rực rỡ may mắn, thì ai có tiền tài thì ủng hộ trả lại chút nhân điện thì trên màn hình hoặc dưới những tin đều có để một trả lại ngày hỷ linh
Đây là số 2 đã hiển thị trước tiên. Và thì xăm này 27. Đó, 27 thì xăm này là 27. 27 72 thì ở trong thì xăm này là sự hiện diện may mắn tiền tài của ngày 26 tháng 9 Nam Trung Bắc. Đó. Rồi, thì ác có tiền tài cây sâm này tài lễ ngày thổ đường tài ở đây chúc nhàn khỏi thổ địa hỷ linh thần tài hỷ linh và cho một cây sâm này rực rỡ may mắn tiền tài đó ai tiền tài để mà ủng hộ tài lễ. Rồi, đây là cây sâm của ngày 26 tháng 9 đó. Thì thị sâm này rực rỡ may mắn tiền tài. Rồi, thì tiếp tục trong lọc thuốc này để em hiện diện sự tập linh ở đây và đem đến tiền tài ngày 26 tháng 9 thì trong thì lọc thuốc này và rõ nét như thế nào đem đến tiền tài. Rồi thì trong xem ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đường đăng ký màu đỏ phía màn hình để em theo dõi và chia sẻ và Facebook hoặc Zalo đó và nơi thổ địa thần tài này rực rỡ mỗi ngày tiền tài mỗi ngày đó. Rồi, thì bà con nào chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký đó và để một cái tiền tài tại lễ ngày thổ địa hiển linh chúc nhang khói nhang đèn để có bánh trái trái cây nhang khói đem thắp lên ngày hiển linh và đem đến tiền tài cho tất cả mọi người ở đây đang xem cũng như tài lộc may mắn rực rỡ đem đến đó. Thì một lát nữa trong lọ thuốc này hiện diện như thế nào ở trong đây và rõ nét như thế nào. Thì xăm này tôi đang sắp lên và cũng như đang gắm ở phía trước này đó.
Thôi, ngày nào cũng lộc với trời mà không thấy ai trả lời ngài thổ điện tài này. Quế linh thiền thì tiền tài điểm đến ngài hỷ linh, thần tài hỷ linh mỗi ngày. Đó. Thì trong cây sâm này rực rỡ. Thì một lát nữa trong trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào để mà xem và để biết được sự may mắn hiển thị của ngày mai Nam Trung Bắc đó. Thì ở đây có thuốc thuốc xong đem xong cho gia đạo hoặc là bổn mạng của mình thì đem liên hệ với nhắn tin được có để mà tài lệ để mà thỉnh về xong. Đây là thuốc xong, còn đây là thuốc rượu bông bông gân. Ai bị té đánh đập đầu bị bông gân thì mua về sức the ở chỗ vết đánh đánh vết đập vết té rất hay, rất công hiệu, tăng máu bầm. Ai mà nặng hơn thì uống. Rồi, thì một lát nữa trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào thì để mà dọn trong này. Đó. Và hiện tại thì chưa có gì trong này. Rồi, hiện tại trong lọc thuốc này đã rồi nhé. Thì tôi đang xoay đây.
Thì anh đang xem chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi và chia sẻ và Facebook hoặc cái lộ. Thì để mà cấp điện tài trả lại ngày thổ điện thần tài này. Rồi thì đang hiển thị thì tôi đã dùng rồi đó, trong lục thuốc này thì đã hiển thị rõ nét của ngày 26 tháng 9. Ở trước đây là số 1 này, đó. Số 1 này. Trước đây là số 1. Và đằng sau là con số gì đây? Rất rõ nét luôn. Trước đây là số 1. Đằng sau là con số gì? Đó. Số 1. Số 4 lại. Số 1 và số 4 đã hiển thị rõ nét này. Số 1 và số 4 rực rỡ tiền tài. Ở trước đây cũng có số 1 rồi này. Này, trước đây cũng có số 1 nữa. 1 nè, 1 nè, 4. Thì 1 114 ở trong lục thuốc này đã hiển thị của ngày 26 tháng 9 và 14 phía sau. Một, một, bốn, đó, qua rõ. Thì hiện diện của sự tâm linh ở đây đã hiển thị rõ nét của ngày 26 tháng 9. 1 1 đây là 4. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới bên phải để theo dõi kênh và chia sẻ vào Facebook hoặc lộ đó. Ai có tiền tài để ủng hộ tài lễ ngày thổ đi thần tài này nhà khỏi 114. Thì ngày mai ngày 26 tháng 9 Nam 14, Trung 14, Bắc 14, 41 này. Và ở đây đã hiển thị ở trong thuốc này 114 thì rực rỡ may mắn, sự may mắn của tâm linh ở đây. Đây là sự tâm linh. Rồi, cho nên ai có điện tài ủng hộ tài lệ ngày thổ điều thần tài này đã cho vào tiền tài rực rỡ may mắn. Ngày mai thì 114 14 ở phía sau.
Rồi, quay lại nét của ngày 26 tháng 9 này. Đấy. Một này, một này, bốn này. Quá rõ. Rồi, sự đẳng cấp ở đây của thần tài thổ địa đem đến đẳng cấp vũ trụ và 14 rực rỡ may mắn tiền tài rực rỡ của ngày mai. Một, một, bốn. Một, một, bốn. Đấy. Một, một, bốn, mười bốn ở phía sau. Thì ngày hôm nay thì tôi cũng đã trả lời đó, thì anh điện tài để ủng hộ trả lời quay trời nhưng không thể trả lời ngày thổ điện tài này, thì đêm có trả lời ngày thổ địa hiển linh điểm đến tiền tài rực rỡ cho tất cả mọi người đang xem thì ở trên màn hình đó để mà thể ủng hộ trả lời và tiếp tục một ngày mai rực rỡ. Thì ai chưa biết thì xong này thì tôi đang gắm vào trong lưu hương này đó. Rồi thì tiếp tục một ngày mới, chào tất cả quý vị và mọi người, chúc cho ngày mai rực rỡ may mắn tiền tài thành công đem đến thì tăng tài thổ địa này nó. Rồi xin chào.